Hệ mặt trời sẽ trông như thế nào khi nhìn qua kính thiên văn? Đầu tiên, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ quan sát mặt trời, nơi khởi nguồn của tất cả. Bên cạnh những khoảnh khắc hoàng hôn, bình minh tuyệt đẹp, thì chúng ta có thể thấy được những vết đen trên bề mặt của quả cầu lửa này. Tuy nhiên, các bạn phải rất cẩn thận khi quay mặt trời. Ánh sáng của nó đủ để làm cháy camera hoặc là làm hỏng mắt người quan sát. Sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất, bởi vì nó quá gần mặt trời, nên việc quan sát được sao Thủy là một điều không hề dễ dàng. Chúng ta chỉ có cơ hội trong một khoảng thời gian ngắn lúc hoàng hôn và bình minh để quan sát sao Thủy mà thôi. Đây là hình ảnh duy nhất mà mình đã quay được sao Thủy trong vòng hơn một năm vừa qua. Sao Kim, hành tinh thứ hai và cũng khá gần nên nó đôi khi được gọi là sao hôm, sao mai. Sao hôm là lúc mà chúng ta quan sát thấy sao Kim vào lúc hoàng hôn và sao mai là vào lúc bình minh. Thời điểm mà mình quan sát sao Kim thì nó đang bị khuyết một nửa. Vào những thời điểm khác trong năm, chúng ta có thể thấy sao Kim một cách đầy đủ hơn. Sao Hỏa, hành tinh thứ tư, và điều đặc trưng nhất của sao Hỏa chính là màu cam. Nói chung các hành tinh đá của hệ mặt trời đều có kích thước khá nhỏ, nên là với kính của mình sẽ rất khó để có thể quan sát được những dấu vết bề mặt mà chỉ có thể nhìn được như thế này thôi. Sao Mộc là hành tinh khí, là hành tinh đứng thứ 5 tính từ mặt trời và nó là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Đây cũng là hành tinh dễ quan sát nhất. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát được những mặt trăng và những đường viền đặc trưng trên bề mặt của sao Mộc. Trong một số ngày, chúng ta có thể thấy một cách mờ mờ vết đỏ lớn, dấu vết đặc trưng và cũng là cơn bão lớn nhất trong hệ mặt trời. Sao Thổ, hành tinh đứng thứ 6, và đây là hành tinh đẹp nhất trong hệ mặt trời với vành đai đặc trưng. Thực sự thì vẻ đẹp của sao Thổ còn đẹp hơn cả người yêu hiện tại của mình. Tất nhiên là mình chưa có người yêu rồi. Nếu nhìn qua kính thiên văn thì chúng ta có thể thấy rõ ràng vành đai và mặt trăng Titan của sao Thổ. Có lẽ ước mơ được tận mắt chứng kiến vành đai tuyệt đẹp của sao Thổ không phải của riêng mình. Đối với sao Thiên Vương, sao Hải Vương và hành tinh lùn Diêm Vương thì mình còn chưa nhìn thấy được nó ở đâu bằng mắt thường, nên vẫn chưa thể quay được qua kính thiên văn. Có lẽ mình cần ông bà độ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Và cuối cùng, cũng là dễ quan sát nhất, chính là mặt trăng của chúng ta. Nếu chúng ta muốn một cái nhìn toàn cảnh về mặt trăng thì nên sử dụng loại thị kính có tiêu cự lớn. Và nếu như muốn quan sát cận cảnh bề mặt của mặt trăng thì dùng tiêu cự nhỏ hơn. Chúng ta sẽ có thể quan sát được những hố va chạm, những dãy núi, những vùng biển trên mặt trăng và những dấu tích đặc trưng khác của vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất này. Các bạn muốn quan sát gì nữa? Hãy để lại dưới phần bình luận và nhớ follow mình nhé. Cảm ơn mọi người.